Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc bổ sung quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu, tiết giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế, tránh gian lận, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Trong số tuần này, chương trình Tài chính thuế xin được tiếp tục xoay quanh dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó đề cập đến việc quản lý thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên các website thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo đang ngày càng trở nên phổ biến và nở rộ. Theo Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Bộ Công Thương, ngành thương mại điện tử Việt Nam đang có mức tăng trưởng khoảng 25% và có thể được duy trì trong giai đoạn năm 2018-2020. Trong 4 năm tới, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự đoán có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này có doanh thu hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm, nhưng đóng góp vào ngân sách thuế vẫn rất khiêm tốn. Pháp luật về giao dịch điện tử nói chung, các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý thu thuế phát sinh từ các giao dịch điện tử nói riêng đã được ban hành khá đầy đủ, đồng bộ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Vậy những bất cập đó là gì? Và ngành thuế cần làm gì để thu đúng, thu đủ, tránh thất thu thuế trong lĩnh vực này? Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi. Theo quy định tại luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi bổ sung vào các năm 2012, 2014 và 2016, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ thương mại có nghĩa vụ nộp thuế từ các hoạt động thương mại mà không phân biệt giao dịch thương mại được thực hiện theo phương thức truyền thống hay thương mại điện tử. Như vậy, tổ chức cá nhân thực hiện các giao dịch thương mại điện tử qua Internet vẫn phải nộp các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật về thuế. Tùy thuộc vào đối tượng và phạm vi của các giao dịch điện tử được thực hiện mà các tổ chức cá nhân thực hiện chúng sẽ phải nộp các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Mới đây, trong một báo cáo, Chính phủ cho biết, trong năm 2017, ngành thuế đã triển khai rà soát các cá nhân kinh doanh qua mạng xã hội nhưng chưa kê khai nộp thuế. Cụ thể, tại Hà Nội đã rà soát thu thập cơ sở dữ liệu của 13.422 chủ tài khoản trên mạng xã hội có hoạt động quảng cáo bán hàng qua mạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã gửi 13.145 giấy mời trên 15.297 trang web và tài khoản Facebook. Tại Đà Nẵng cũng đã rà soát có 11.072 chủ tài khoản, Khánh Hòa có 6.729 chủ tài khoản, Nghệ An có 3.545 chủ tài khoản trên mạng xã hội có hoạt động quảng cáo bán hàng qua mạng. Trường hợp điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý truy thu và phạt hơn 9 tỷ đồng đối với một cá nhân kinh doanh qua mạng Facebook nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu kinh doanh. Theo quy định của luật quản lý thuế, tổ chức cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế nói chung và thương mại điện tử nói riêng, dự thảo luật quản lý thuế đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế như Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. Không riêng Việt Nam, việc thu thuế các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội luôn là một bài toán khó đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới, bởi không dễ dàng gì để theo dõi, kiểm tra hết được các hoạt động giao dịch mua bán trên Internet, đặc biệt là trên Facebook. Chính vì vậy, rất nhiều giải pháp đã được các nước áp dụng để tránh thất thu thuế từ việc kinh doanh trên mạng xã hội này. Tại Mỹ, những cửa hàng kinh doanh trên Facebook sẽ đóng thuế qua dịch vụ PayPal. Đây là một cổng thanh toán trực tuyến và là một trong những công cụ thương mại điện tử mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Người tiêu dùng sẽ phải nộp thuế 6,25% nếu mua hàng tại các cửa hàng online trên Facebook. Singapore cũng đang tìm giải pháp tốt nhất cho việc thu thuế các cá nhân kinh doanh qua mạng xã hội. Ở quốc gia này, chế độ thuế rất tự do, nhưng có hạn chế rất lớn đó là cơ chế thuế lãnh thổ, trong khi các giao dịch thương mại điện tử lại là các giao dịch không biên giới. Hiện nay, Singapore lựa chọn đánh thuế đối với người tiêu dùng 7% thay vì các giải pháp đánh thuế người cung cấp hay người bán. Trong khi đó, Malaysia lại là một quốc gia khá thành công trong bài toán này. Quốc gia này thành lập một bộ phận để giải quyết các vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng Internet, trực tiếp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia. Tất cả những người kinh doanh trực tuyến đều phải đăng ký thông qua một cổng thông tin điện tử MyCoID. Nhờ đó, quốc gia này thu thuế kinh doanh qua mạng xã hội tương đối minh bạch, rõ ràng. Thương mại điện tử Việt Nam đang được coi là mỏ vàng ở Đông Nam Á khi có mức tăng trưởng thần kỳ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự đóng góp nghĩa vụ của ngành này cho ngân sách lại là một vùng tối pháp lý với rất nhiều khó khăn, cả về phía cơ quan thuế lẫn người kinh doanh thương mại điện tử. Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin để tuân thủ. Nhiều nghị định, thông tư về thuế vừa ra đã chỉnh sửa bổ sung, văn bản ra lúc nào doanh nghiệp cũng không hề biết.
có các hoạt động quảng cáo qua Facebook rất nhiều. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cho biết, trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế cũng như những công văn hướng dẫn của Cục Thuế còn nhiều điểm chưa thực sự rõ ràng, khiến doanh nghiệp lúng túng trong lúc triển khai và lo ngại trong quá trình thực hiện nộp thuế. Bên mình thì là sẽ quảng cáo qua Facebook rất là nhiều. Mà cái hợp đồng mà bên Facebook ký với bên công ty mình là họ không ký hợp đồng. Dẫn đến là khi bọn mình tính thuế thu nhập doanh nghiệp ý, thì là cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp của mình nếu mà theo thông tư hướng dẫn thì là phần đó không có hợp đồng và không có cái chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng thì bọn mình sẽ không được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, bởi vì là bên Facebook thứ nhất là họ không ký hợp đồng, thứ hai là khi thanh toán thì họ sẽ yêu cầu thanh toán qua cái thẻ Visa card hoặc credit card. Tại hội thảo cập nhật và đối thoại về thuế 2018 mới đây, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cho hay, hiện nay giao dịch điện tử đang được thực hiện rất nhiều ở các doanh nghiệp, nhưng văn bản pháp quy cũng chưa có quy định cụ thể. Chúng tôi cũng thừa nhận là chưa có hướng dẫn cụ thể, cho nên về mặt thực tiễn là cán bộ quản lý thuế khi mà họ đi thanh tra kiểm tra thì họ vẫn phải dựa vào phương pháp rất là truyền thống, đấy là anh phải có hợp đồng, anh phải có hóa đơn, cho nên cái vấn đề từ chối thì chúng ta cũng dễ hiểu. Là doanh nghiệp kinh doanh chuyên nhập khẩu, phân phối và thi công các sản phẩm mặt hàng thiết bị dùng trong xây dựng. Mỗi sản phẩm phải chịu thuế nhập khẩu từ 0 đến 30%. Bên cạnh đó còn có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo chia sẻ của doanh nghiệp thì hiện nay một số lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có thương mại điện tử, đang thiếu sự cạnh tranh bình đẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thuế. Nhưng một số các lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng qua mạng hay là các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài và Việt Nam. Ví dụ như Facebook, Google và nhà theo tôi được biết là vẫn nhà nước vẫn chưa biết thu thuế như thế nào. Mà trong khi cái doanh thu của họ tại thị trường Việt Nam rất lớn mà cũng chưa có con số thống kê cụ thể là bao nhiêu tiền. Ví dụ như vừa rồi trong thành phố Hồ Chí Minh người ta có thống kê của 4 ngân hàng phải kê khai cho cơ quan thuế. Mà 4 ngân hàng đó trích các cái tài khoản cá nhân của các cái thẻ Mastercard, cái thẻ Visa để thanh toán cho các hai cái tổ chức lớn là Google và Facebook là lên đến 1.000 tỷ mà không biết thu thuế như thế nào, thì tôi nghĩ là cái này là rất lớn, nên nhà nước phải có chính sách để nào là thu thuế công bằng và đảm bảo tất cả các thành phần tham gia kinh doanh đều phải đóng góp vào ngân sách nhà nước. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì cái nền kinh tế chia sẻ nó nổi trội lên trong một vài năm trở lại đây. Không chỉ riêng gì Việt Nam mà ở trong các nước trong khu vực, kể cả châu Á, Thái Bình Dương, không chỉ riêng ASEAN cũng đều bị gặp cái tình huống là cái việc quản lý cái hoạt động thương mại điện tử trên Facebook gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thương mại điện tử thì các hoạt động mua bán trên mạng xã hội chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ nên rất khó kiểm soát về chất lượng, giá cả cũng như độ an toàn trong quá trình giao dịch. Bởi đây hoàn toàn là những giao dịch mang tính cá nhân, do đó người tiêu dùng cũng cần hết sức thận trọng. Người tiêu dùng thì phải nắm được câu chuyện là khi mà mua sắm thì cần phải biết thông tin của người mình đang định mua, dù là mua sắm ở hệ thống nào, dù là trên mạng xã hội hay là mua sắm ở trên các website, thì cái hệ thống của bộ là hệ thống mà có thể giúp cho người dùng người ta biết được là đâu là địa chỉ uy tín. Nếu một thương nhân ở Việt Nam mà chưa đăng ký trên hệ thống quản lý của Bộ Công Thương thì điều đó thể hiện là họ chưa có những cái cam kết với người tiêu dùng. Tôi khuyên là những người mà tham gia những hoạt động thương mại điện tử trên Facebook chẳng hạn thì cần có sự thận trọng nhất định, có kiểm tra hàng hóa một cách kỹ lưỡng, giao dịch với những người mà mình quen biết, chứ người lạ mà mình lại cũng thì không nên sử dụng thanh toán điện tử, cũng như là không nên sử dụng thanh toán trước. Thương mại điện tử có đặc thù là dựa trên nền tảng công nghệ số, nền tảng Internet. Đây là các hạ tầng có tốc độ phát triển và thay đổi vô cùng nhanh chóng. Nhiều mô hình thương mại điện tử mới liên tục xuất hiện, có tính chất xuyên biên giới như Grab. Những mô hình này đã vượt khỏi các khuôn mẫu kinh doanh truyền thống và đòi hỏi sự thay đổi về tư duy quản lý cũng như các cơ chế quản lý hiện hành. Cùng với đó, thương mại điện tử cũng đang đặt ra nhiều vấn đề giải quyết liên quan đến tình trạng vi phạm pháp luật website, ứng dụng thương mại điện tử. Bởi với đặc thù, người mua và người bán không gặp trực tiếp nên một số hành vi vi phạm pháp luật có thể thực hiện rất dễ dàng. Đây là một cái vấn nạn nói chung, không chỉ trên môi trường điện tử mà trên môi trường truyền thống chúng ta cũng có, chúng ta đã gặp phải và gặp rất nhiều. Nhưng mà những cái mặt hàng đấy ngay ở trên truyền thống đã khó điều chỉnh được, vậy thì trên môi trường thương mại điện tử nó càng khó điều chỉnh hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì công nghệ mà chúng ta có thể cho lên và chúng ta có thể hoàn toàn xóa dấu vết bằng công nghệ hiện tại.
Hiện nay, đa phần người bán hàng trên mạng không công khai hoặc bán hàng qua địa chỉ Messenger riêng tư, nên ngành thuế không thể kiểm soát nổi. Giao dịch bán hàng cũng thường bằng tiền mặt, ship hàng và giao nhận không qua ngân hàng cũng là một trong những khó khăn hiện nay để quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Nhiều mô hình thương mại điện tử mới đã xuất hiện, đa dạng về cách thức hoạt động và phức tạp về chủ thể tham gia và chưa được điều chỉnh vào các khuôn khổ pháp luật hiện hành. Các hoạt động về thương mại điện tử đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Hiện nay thì đang có một cái xu hướng là rất nhiều doanh nghiệp và kể cả những cái cá nhân lên Facebook bán hàng, nhưng mà họ tận dụng cái mạng xã hội này sự lan tỏa rất là nhanh, nhưng mà họ không phải đóng thuế và không phải có những cái chi phí khác. Trong thời gian tới, để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế nói chung và thương mại điện tử nói riêng ở khía cạnh vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, mở rộng cơ sở thu thuế thì cần phải có các quy định cụ thể cũng như chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh mới này. Trước những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình quản lý thuế thương mại điện tử, vậy ngành thuế cần làm gì để thu đúng, thu đủ và không thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh mới này? Mời quý vị theo dõi tiếp ghi nhận sau của chúng tôi. Tức là cái vấn đề hợp đồng và hóa đơn là vấn đề rất là cơ bản và vấn đề truyền thống khi mà cán bộ thuế đi kiểm tra doanh nghiệp. Nhưng với những cái giao dịch đặc thù, đặc biệt là giao dịch điện tử, và rõ ràng anh chứng minh được là bản chất của giao dịch này là cần thiết và không thể có hợp đồng, cũng không thể có hóa đơn, và thậm chí là thanh toán cũng không thể qua tài khoản của doanh nghiệp mà buộc phải qua một người đại diện cho doanh nghiệp. Thì một lần nữa tôi nhấn mạnh là vì là Việt Nam lại có một cái chính sách là cơ chế lấy xác nhận qua văn bản, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể giải trình với cơ quan thuế để chúng ta xin được một cái quyết định đặc thù để xử lý cho vấn đề này. Trong lúc mà chưa hoàn thiện được cái văn bản pháp quy thì Bộ Tài chính cũng đã có cái công văn hướng dẫn và làm văn bản yêu cầu các cái tổ chức nước ngoài này phải ủy quyền cho một tổ chức khác ở Việt Nam để kê khai nộp thuế thay. Cùng với đó thì Bộ Tài chính cũng thực hiện là phối hợp với các cái cơ quan chức năng để mà kiểm soát giao dịch của các cái tổ chức nước ngoài này, là các giao dịch về ghi nhận doanh thu, điều hành, điều phối mạng lưới, rồi các cái giao dịch thanh toán qua ngân hàng của họ. Vì chắc chắn kiểu gì thì họ đã có thu nhập Việt Nam thì họ phải thanh toán qua hệ thống ngân hàng, và đấy chính là cơ sở để chúng ta phối hợp với các cơ quan có liên quan để mà có thể thu thuế được họ. Vì tôi đảm bảo chắc chắn rằng là mặc dù khó khăn nhưng với những cái cách thức mà ngành thuế đã làm trong thời gian vừa qua với dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính thì đấy là những bước đi rất đúng đắn và chúng ta quản lý được, chúng ta có thể thu thuế được. Chúng ta sẽ sửa đổi một số cái nghị định hoặc là chúng ta sẽ đổi nghị định để trở thành những cái điều thứ nhất là phải gỡ bỏ những cái rào cản về pháp lý không cần thiết, tạo điều kiện thúc đẩy cho kinh doanh thương mại điện tử, cũng như cũng có thể là để quản lý chặt chẽ hơn đối với những hành vi mà đã được quy định không nên có trong kinh doanh thương mại điện tử. Hiện nay thì chúng ta biết rằng là thương mại điện tử nó rất là phổ biến trên cơ sở là kỹ thuật số, cũng trên cơ sở là tin học, rồi bán hàng qua Google, quảng cáo qua Facebook, rồi quảng cáo qua Google, bán hàng qua Facebook, rồi lại là gì, những cái trường hợp vận tải rồi các dịch vụ khác vân vân, thì thực rất là phong phú và rất là đa dạng. Nhưng mà rõ ràng là cái quản lý thuế không tốt thì nó không bình đẳng giữa cái thương mại truyền thống và thương mại điện tử, cho nên cần phải có biện pháp quản lý. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.